là mẹ sẽ như Vi. Không mà, chị thật sự chỉ đụng trúng công trường thôi. Chị xuống kiểm tra rồi. Dạ, chị nhìn thấy nạn nhân nhưng đã bỏ đi. Không phải. Ở bên này nhận có dấu chân của chị đó. Chị tự thú đi. Phong, đây là cách duy nhất để giúp chị đó. Phong mà chị... Chị hai. Chị không có làm. Ai à? Tôi kính mong hội đồng xét xử hãy xử phạt bị cáo ở khung hình phạt cao nhất theo khoản 2, điều 260 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 dành cho tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ dẫn đến chết người với nhiều tình tiết tăng nặng, đó là làm chết hai người và bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, cố ý không cứu giúp người bị nạn. Mi đợi mẹ xíu nha Mi. Chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên Vion.